khi người ta đang tháo dỡ hết mấy cái chương trình đang dự định là sẽ mở vào Tết này thì ở đây buộc phải tháo dỡ tại vì dịch đã bùng trở lại rồi. Thôi. Ta-da. Trên tay mình đây hiện đang là chiếc XE4 vừa mới ra mắt cách đây không lâu. Và mình đã có cơ hội được sử dụng nó khoảng 2 tháng này rồi. Và có thể nói là đây là một cái chiếc máy mà mình khá là ấn tượng. Ngày hôm nay thì ở trên tay mình lại có thêm một cái chiếc máy nữa. Bề ngoài thiết kế đã được lược bỏ hết tất cả những cái chi tiết thừa. Và các bạn hoàn toàn có thể thao tác ở trên một tay luôn. Một tay nha. Nói chung là bây giờ không còn những cái phím gạt ở đây nữa, cho nên là nó sẽ hơi bất tiện cho những bạn nào mà đã quen với cái việc sử dụng này rồi. Mình có thể sử dụng một tay, mình nhấn vào cái nút Quick Menu á, thì nhấn vào cái Quick Menu này mình sẽ thay đổi cái setting rất là dễ dàng bằng cách là nhấn nút này rồi sau đó là xoay cái này. Cái máy này á, nó có một cái trọng lượng rất là nhẹ, cho nên là khi mà mình sử dụng thao tác ở trên một tay á, nó cũng sẽ không có gặp trở ngại gì hết. Thì tính ra là cái lược bỏ này khá là hợp lý. Khi mà mình dùng cái XE4 á, thì có thể mình không có cần phải đeo những cái ba lô nặng nề ở trên vai như thế này. Mình có thể sử dụng những cái túi nhỏ hoặc là một cái túi áo khoác là mình có thể mang cái máy đi rồi. Chỉ vừa một cái lòng bàn tay của mình thôi. Thì nếu mà ngày xưa thì mình sẽ rất là sợ khi mà mình cầm một cái máy nhỏ mà mình không có chắc ăn là cái cảm biến hay là cái chất lượng của nó có đủ đáp ứng cái chất lượng cho cái nhu cầu công việc của mình hay không á. Nhưng mà khi mà mình dùng cái XE4 này á, thì các bạn cũng thấy đó, hình ảnh hình nào hình ấy chụp ra rất là đẹp. Và mình xử lý hậu kỳ nó rất là tốt. Cái việc mà dùng chung cảm biến với XT4, dùng chung cái cảm biến X-Trend cũng như là bộ vi xử lý thế hệ thứ 4, thì nó góp phần làm tăng tốc độ lấy nét cũng như là tăng tốc độ mà mình sử dụng cái máy này. Cái trải nghiệm của mình thực sự rất là mượt mà luôn. Nếu mà so với XT4 á, thì hình ảnh này có thể so ngang với XT4 luôn. Mình sử dụng những cái lens chất lượng thì mình sẽ có được cái chất lượng hình ảnh tốt. Tiếp về cái vụ quay phim đi. Quay phim thì XE4 mình không thể nào mình cầm ở trên tay và mình đi mình nói chuyện như cái XT4 được. Tại vì nó không có cái khả năng chống rung ở trong cái thân máy. Đó là một trong những cái nó thua thiệt so với những cái dòng cao hơn. Nhưng mà nếu mà các bạn dùng XE4 thì mục đích của các bạn sẽ là quay phim hay là chụp ảnh. Với mình, một photographer chuyên chụp ảnh món ăn và cà phê, mang theo XE4 giống như là mang theo điện thoại vậy, vì nó rất là gọn nhẹ. Tốc độ chụp nhanh, lấy nét cũng nhanh. Hệ màu của Fuji thì lại rất có hồn và có chiều sâu. Chưa kể, ngoại hình của chiếc máy ăn điểm trong từng khung hình. Hơn 26 megapixel đủ để giúp cho khách hàng của mình in ra những tấm ảnh quảng cáo ấn tượng với kích thước khổng lồ. Kể từ XE3, XE4 thực sự là một bước chuyển mình trong cả cái dòng này. Thiết kế thì có phần tối giản hơn, rút gọn lại phím bấm, nút bấm và có thêm màn hình xoay là 180 độ. Thì đó rất là phù hợp với nhu cầu selfie vlog của nhiều người. Thiết kế là một cái điểm cộng lớn khi mà máy nhỏ gọn, nhẹ và khá là tinh tế, nhưng mà lại mang cái sức mạnh rất là mạnh mẽ ở bên trong.
Nếu các bạn còn hoài nghi về chất lượng của chiếc máy này hoặc là thắc mắc về khả năng quay phim của nó vào ban đêm thì mình sẽ gửi cho các bạn xem ngay một bài test nhé. Thứ mà mình không thể đòi hỏi trong cái chiếc máy nhỏ gọn này đó chính là khả năng eyepiece, khả năng chống rung. Tuy nhiên, nhờ vào cái tốc độ, khả năng lấy nét cũng như là khả năng quay phim mà mình có thể nói là EC4 này nó đã không bị lu mờ trong mắt mình. Nó không hề tầm thường một chút nào. Điểm khác biệt ở đây chỉ có là cái trải nghiệm của người dùng sẽ khác nhau mà thôi. Bởi vì chiếc máy nó phù hợp với đại đa số rất là nhiều người, từ chuyên nghiệp cho đến nghiệp dư. Mình thì đã dùng thử XC4 để đi chụp thương mại. Máy không chỉ cho màu sắc đẹp, rất là Fujifilm, mà chất lượng, độ phân giải, dynamic range của chiếc máy cũng dễ dàng giúp cho mình hậu kỳ theo ý khách hàng. XE4 cho phép mình nới rộng cái không gian hơn, có nghĩa là có lúc thì mình chỉ cần một cái chiếc áo khoác, một cái túi rộng để mà mang cái máy ảnh đi ra ngoài thôi, không cần phải mang một cái ba lô cồng kềnh nữa. Nếu mà quay phim thì mình đã test thử cái khả năng quay 4K maximum luôn, và mình quay liên tục trong suốt hơn một tiếng đồng hồ nhưng mà vẫn không có hiện tượng là máy nóng. Tuy nhiên thì máy nó sẽ yêu cầu các bạn tắt mở lại để mà có thể tiếp tục quay. Mình nghĩ đây là do cái thẻ nhớ thôi. Và đó là những gì mà mình đã trải nghiệm trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Cảm ơn các bạn vì đã xem video đến giờ phút này. Và bây giờ là lúc nói lời tạm biệt. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau. Những cái video làm về máy ảnh tiếp theo của Thịnh ha. Xin chào. Bye bye.